Tình yêu là một hành trình với nhiều thách thức. Đôi khi những khó khăn không chỉ đến từ những hành động cụ thể, mà từ những suy nghĩ, cảm xúc âm ỉ bên trong lòng. Điển hình như ngoại tình trong tư tưởng, đó chính là con dao hai lưỡi, khiến mối quan hệ bị rạn nứt dần dần. Sau đây là câu chuyện về một người đàn ông đã chót yêu em vợ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tâm sự của người anh rể chót yêu em vợ. Nhìn em bên cạnh mà lòng anh đau nhói, anh hiểu đó là tình yêu tội lỗi. Anh không thể nào lý giải nổi thứ tình yêu đang âm ỉ chảy trong lòng anh là như thế nào. Nó da diết, cồn cào, có lúc bùng lên như muốn bộc phát. Anh đau đớn, kìm nén nỗi nhớ nhung, những giọt nước mắt vào trong lòng. Khi nhìn thấy em, anh ước gì nếu anh không phải là anh rể, không phải là chồng của chị gái em thì tốt biết mấy. Thì đã không có chuyện anh rể yêu em vợ đau lòng đến thế. Có thể khi anh thú nhận ra điều này, em sẽ cho rằng anh là kẻ bệnh hoạn. Không phải, anh chỉ là gã đàn ông khốn nạn khi phản bội chị em để đem làm yêu một người con gái khác. Anh biết, sẽ chẳng bao giờ em chấp nhận anh, đạo lý không chấp nhận anh, nhưng tình cảm là tình cảm, nó không thể vì một thứ gì đó mà mất đi dễ dàng được, nhất là khi em cứ ở gần ngay bên cạnh anh thế này. Anh không hiểu thứ tình cảm ấy nhen nhúm từ khi nào, chỉ biết rằng khi em về ở nhờ nhà anh, thời gian trôi đi, anh đã có những cảm xúc khác lạ mỗi khi nhìn thấy em. Anh là chồng của chị gái em, anh hiểu hơn ai hết, nhưng tình yêu ấy chưa đủ lớn hoặc có thể, giờ đây nó đã thay đổi. Điều đó có thể mà phải không em? Khi em quên tình cũ, ngã vào lòng được một ai đó, em sẽ hiểu, không phải tình yêu là mãi mãi. Nhưng anh đang yêu một người con gái là em vợ của anh. Dù không thể nói là vĩnh cửu nhưng nếu không được nhìn thấy người ấy, không được nghe người đó nói, anh đớn đau lắm. Em bước vào cuộc đời anh chẳng khác như một cơn gió, anh không phải kẻ dễ vong ơn phụ nghĩa, không phải kẻ trơ trẽn, bán rẻ lương tâm. Vì thế anh mới chôn chặt tình yêu này, chỉ dám đứng xa nhìn em. Khi em khóc, em buồn vì bị tổn thương, anh chỉ muốn đến bên, vỗ về an ủi em, để em vơi bớt trong lòng. Anh biết trong gia đình này, em đã phải chịu thiệt thòi nhiều khi thua kém chị gái mọi thứ. Vậy mà em chẳng oán thán, chẳng bao giờ than một lời nào, lúc nào em cũng là cô gái dịu dàng nhất trong mắt anh. Em sống lương thiện với tất cả mọi người, nhìn cách em ân cần chu đáo ngay cả với lao công, anh nhận ra rằng trong thế giới đầy rẫy những xô bồ này còn có rất nhiều tâm hồn thánh thiện. Chị gái em là vợ anh, nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để khỏa lấp đi những trống trải trong lòng. Thấy em, anh như được sống trở lại ngày xưa, ngày mà anh còn lãng mạn, trong sáng và hết lòng vì cái gọi là tình yêu chân thành. Anh nhiều đêm mất ngủ, suy tư ngồi hút thuốc, chẳng ai hiểu được trong lòng anh đang chất chứa điều gì. Anh không dám tới gần, không dám đi qua căn phòng em, cũng chẳng dám thổ lộ với bất kỳ ai. Với anh như vậy là tội lỗi. Biết thế, nhưng anh đâu thể cấm mình nhớ thương. Anh kiếm cớ bảo vợ cho em ra ngoài ở, em trách anh khó tính, trách anh keo kiệt, anh chịu hết. Bởi nếu ngày nào đó em còn ở đây, anh sẽ trở thành một gã đàn ông đổi bại, một gã anh rể khốn nạn. Anh không dám chắc điều gì sẽ xảy ra khi ngày ngày phải chứng kiến người mình yêu ngay bên cạnh mà không thể nào đến gần. Hãy hiểu cho anh, tình yêu là tình yêu nhưng nếu cứ làm theo con tim, kết cục sẽ bi thảm vô cùng. Giả dụ nếu em yêu anh đi chăng nữa, em cũng sẽ chẳng thể làm điều đó phải không? Chi bằng em hãy ra đi, tránh xa anh để anh không phải dằn vặt như thế này. Ngoại tình trong tư tưởng được hiểu là khi bạn đang có mối quan hệ hiện tại, nhưng tâm trí, tư tưởng của bản thân đang suy nghĩ và nảy sinh cảm xúc, tình cảm với một đối tượng khác cho dù không có quan hệ về thể xác. Nhiều người cho rằng nếu bản thân không xảy ra quan hệ về thể xác, chỉ mơ mộng hay có tình cảm trong suy nghĩ của mình dành cho người khác, không phải vợ hay chồng của mình chỉ đơn giản là cách giải tỏa cảm xúc, không phải là ngoại tình. Nhưng chúng thường là những mảnh ghép nhỏ báo hiệu các vấn đề trong hôn nhân, có thể tích tụ và dẫn đến những vấn đề lớn hơn như đổ vỡ, rạn nứt trong mối quan hệ nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời.